Hôm nay chị Hà hướng dẫn ráp quần nha, ráp cái quần sọt của mình đây. Thì trước tiên thì cái túi ha, cái này không bắt buộc nha, cái thân túi này thì không bắt buộc. Chị em nếu mà chị em xuyên thì chị em ủi miếng keo lụa vô để cho mình dễ may. Rồi cái nắp túi cũng vậy ha, mình ủi hai bên hai lớp keo y như là thường ngày em hay ủi đó ha. Em ủi trước để cho đỡ mất thời gian của chị em mình à. Mình ủi keo vô bề trái nha, ủi keo vô bề trái hết. Rồi xong cái túi hông của mình nè ha. Cái túi hông của mình thì chị em mình nên ủi một lớp keo, keo giấy cũng được nha, nên ủi một lớp keo ngay cái túi. Để em đánh dấu cái đường phấn túi lại cho chị em mình quan sát cho nó dễ. Đây là cái đường hông hõm mình đánh dấu phấn nè. Đó, là mình cắt hai cái đầu keo mỗi một đầu xuống dư một chút nha, dư một chút khoảng tầm 1 phân 2 phân là được. Đây nè, đường phấn của mình bề mặt mình còn nè ha, nè. Mình nó ngay xuống bề trái nè. Đó, mình cắt miếng keo chiều ngang 2 phân mình ủi vô. Bây giờ mình sẽ ủi cái miếng còn lại. Em chỉ làm chút xíu xíu để chị em mình hiểu cách làm thôi, chứ không có làm dài nha. Làm dài chị em mình sẽ mất thời gian nhiều quá. Hai bề mặt mình ướp với nhau. Ngay rồi ha, đây cái miếng keo. Cái miếng keo mình chú ý cắt cái đường này, đừng có cho đường giãn nha. Nó giãn chiều ngang chứ đừng có giãn chiều dài nha. Cắt miếng keo tầm 1 phân rưỡi đến 2 phân. Rồi mình canh vô đây cho nó dư hai đầu ra nè. Cho nó dư hai đầu ra mình kê cho nó bằng mí mình ủi vô. Mình ủi để mình may cái túi cho nó dựng, nó đẹp nha, mặt nó bền nha. Đồ may hàng thì nó khác, hàng chợ thì nó khác, còn mình may đồ mình kỹ chút xíu. Rồi xong mình lấy dấu phấn lại. Để chị em mình hình dung thôi, chứ cái dấu phấn bề trái lát nữa mình cũng không cần sử dụng nó nữa. Rồi bây giờ mình là lấy dấu phấn xong rồi ha. Rồi em nói về cái cây thức ủi chút xíu nha. Tại hôm đó giờ thì chỗ em là làm cung cấp không kịp, cho nên em không dám giới thiệu với mấy chị ha. Ở chỗ em có thước ủi, nhưng mà thước ủi của em là nó có cái rãnh như thế này là để chị dựng điện thoại á. Chị em mình xài dựng điện thoại luôn, nó rất là tiện ha. Mình vừa xài mình vừa làm cây thước, mình vừa ủi đồ luôn, mà mình vừa ứng dụng lên mình xài rất là tiện. Chị em mình xem điện thoại là dựng lên luôn á, nó rất là vững. Tại cây thước mình nó nặng mà cái điện thoại mình nó nhẹ hơn nhiều ha. Mình dựng đứng cũng được, mà mình dựng đứng cũng được, mà mình dựng nằm cũng được nha. Mình dựng sao cũng được. Cái rãnh này là thiết kế cho cái điện thoại hơi lớn hơn cái điện thoại em, tại điện thoại em nó mỏng nhưng mà vẫn để được. Rồi em nói chút xíu về nó thôi à. Cái thước này chị em nào có nhu cầu mua chung với cái bộ đồ ủi mình, cầu ủi hoặc gói ủi gì thì liên lạc luôn ha, chỗ em có cung cấp luôn. Có mấy chục ngàn cây à mấy chị ơi, rẻ tiền lắm. Rồi xong mình qua mình ráp luôn nha. Điện thoại chị hết pin để chị sạc một chút, mới đến con lát mới liên lạc cũng được. Em hứa bữa nay em mặc áo thử, nhưng mà khuya quá rồi mấy chị ơi, để ngày mai rảnh rảnh đi ha, ngày mai cho nó còn sớm sớm chút xíu đi rồi em mặc thử. Em đã làm em trang trí xong rồi nè, mà nhưng mà lúc lúc đó là em tự quay cho nên nó không đẹp bằng có phút quay nha, có phút quay thì nó sẽ đẹp hơn. Mấy chị thông cảm. Để em rảnh thì em sẽ thử, tại giờ này khuya quá rồi thử nó mất thời gian quá. Bây giờ em chỉ hướng dẫn ráp cái này cho xong mà. Trước tiên thì bây giờ mình may túi túi sau lưng ha, mình may túi sau lưng, may túi hông trước cũng được nha mấy chị, cho nên là bây giờ em sẽ hướng dẫn may cái túi sau trước. Tại vì khi may túi hông rồi á thì mình sẽ ráp lại, nó lớn rồi mình gắn cái túi lên nó sẽ bị nặng nha. Bây giờ em hướng dẫn may túi lưng chứ ý túi hay là túi sau sau mông trước. Túi sau mông thì hiện tại bây giờ em sẽ may cái phần, em sẽ may cái phần nắp túi trước ha. Nắp túi của mình có đường dấu phấn rồi nè, bây giờ mình chỉ lấy dấu phấn lại thôi, mình sang dấu lại là mình may. Đây, trước tiên chị em mình sẽ may cái đường ngang túi này đi ha, rồi mình hãy may cái nắp túi. Bây giờ cái đường túi của mình là hôm đó mình gạch đường phấn rõ ràng là ở đây ha. Bây giờ chị em mình giảm xuống 1,5.
giảm xuống 1,5. Rồi chị em mình sẽ bẻ cái túi ngang. Bẻ ngang đây, may một đường miệng túi. Còn nếu chị em kỹ thì dặn một đường ngang đây trước để cho nó đừng có giãn, rồi chị em mình sẽ bẻ xuống may ngang ha. Em bẻ may ngang luôn, tại vì túi này thường là trang trí thôi chứ ít có xài lắm. Bây giờ mình may ngang một đường. Lẽ ra cái này mình may chỉ xám như cái tiệp thôi mà mình may chỉ đen luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kẻ cái đường phấn xuống nha. Mình lấy dấu phấn xuống. Mình lấy dấu phấn xuống để mình may. Chị em may cái nắp vuông cũng được nha, mà may cái nắp nhọn cũng được. Còn cái này em may cái góc cho nó giống cái phía dưới đáy túi của mình luôn. Cái này chị em mình nhắm chừng may cũng được, không cần kẻ đường phấn giống em cũng được, nhưng mà mình nhắm chừng thì nó lại không chính xác, mất công ha. Rồi xong rồi ạ. Xong rồi mình hai bề mặt mình úp với nhau. Chị em mình may có nhiều cách may lắm, nhưng bây giờ em sẽ hướng dẫn cái cách may này là đơn giản nha, không có kỹ lưỡng bằng cái áo vest mình nha. Khi áo vest em sẽ hướng dẫn may khác nha. Túi áo vest là em may kỹ hơn cái này nhiều nha. Để thôi chị em nói sao mà may cái này đơn giản vậy, tại vì quần em hướng dẫn may bình thường, áo vest là may từng công đoạn để cho nó có cái độ ôm vô nha. Còn này em may bình thường luôn. Em may bình thường là trước tiên hai cái lớp này nó bằng với nhau nè. Chị em so cho lớp bề trái, lớp miếng bề trái, cái bề xéo là bề mặt của mình nha. Bề trái nó dư ra 1 mm hoặc 2 mm nha. Rồi mình sẽ may lộn cái này lại. Lại mối ha. Đây chị em mình có ý nha, căng miếng giấy dưới ra. Căng miếng dưới ra dư ra 1 mm. Rồi mình tới góc rồi nè. Chị em mình muốn lộn cho nó dễ lộn á thì chị em mình sẽ may khác đi thì lộn nó mới dễ, còn may chung cái gì thì nó khó lộn hơn nha. Nhưng mà em cho may chung luôn, lần sau em hướng dẫn áo vest em sẽ hướng dẫn cách may khác nha. Nè chị em mình nhớ là căng phía dưới ra, dồn phía trên lại nè, dùng phía trên lại xíu. Rồi chị em mình căng thẳng ra may. Rồi tiếp tục ở đây cũng vậy ha. Ở đây chị em mình cũng căng miếng dưới. Căng miếng dưới hơi dùng miếng trên một tí, hơi dùng miếng trên. Rồi mình cũng vậy ha, miếng trên là lúc nào mình cũng phải dùng lại nha. Em đang dùng nè, chị em mình nhìn thấy mình dùng là như vậy nè nha. Mình dùng rồi mình vừa căng cả miếng dưới và miếng trên mình may một lượt luôn. Cái đường trên này cũng vậy luôn, chị em mình sẽ dùng lại. Đây ha, em đang dùng nè ha. Dùng rồi mình căng ra mình may. Dùng một tí thôi nha, dùng một ít thôi, đừng có dùng nhiều quá. Rồi hiện tại là mình đã may xong vòng vòng cái nắp túi của mình nè ha. Hiện tại nó đang cái miếng trên nó đang hơi dư một chút nè, nhưng mà để em cắt em lộn lại rồi chị em xem ha. Mình giảm bỏ đường may. Mình chừa 5 ly hoặc là 7 ly nha. Rồi chị em mình sẽ cắt cái góc này bỏ giùm em nha. Cắt cái góc này bỏ nha, lộn nó mới không cộm nha. Còn nếu chị em để y như vậy là nó sẽ cộm. Đừng có đứt đường chỉ nha, mình cắt ngay cái góc thôi. Rồi chỗ này, mấy chỗ này chị em mình thích may mỏng thì mình giảm lại xíu hết. Còn thích mà cho nó cộm thì cứ để nha. Cũng cộm nó cũng đẹp chứ không phải không nha. Nếu chị em thích cộm thì chị em để cho nó cộm lên. Còn mình thích cho nó mảnh một chút xíu thì mình sẽ cắt bớt một chút. Còn thường là đồ chợ thì không may như vậy đâu. Chị em mình muốn may nhanh á là đừng may gì. Mình cái miếng này là nhập đâu giải lại cái mình may hai đầu mình lộn lại cái là xong. Nhưng mà như vậy cái túi mình nó sẽ đơn giản, nó không đẹp bằng thôi. Rồi bây giờ mình lộn lại. Mình chỉ lộn mấy góc này lại thôi, dễ lộn lắm. Mình lộn lại là tự động nó vuông luôn à.
nó không có cọm luôn. Chị em mình mà sờ tay vô đây một cái nó im y như cái đường trên đây xuống làm sao thì đi ngang cái ô này nó y vậy luôn hết, tất cả nó không bị cọm chỗ này. Còn nếu chị em không cắt cái góc ở chỗ này nó bị cọm lên ủi nó sẽ bị bóng. Rồi xong mình dằn một đường lên bề mặt ha. Rồi chị em mình lược sát xuống, sát xuống là chị em mình dằn ha, có thể dằn 5 ly có thể dằn mí nha. Chị em mình thích dằn mà làm sao cũng được. Ở đây em cho dằn nhỏ thôi nha, em cho dằn mí. Cái này đẩy lên trên chút nữa không? Chị em mình dằn 5 ly cũng được nha. Mình thích dằn lớn thì mình cứ dằn lớn lên, còn mình thích dằn nhỏ thì mình cứ dằn nhỏ. Tại vì lát nữa em may cái túi em may nhỏ cho nên em dằn cái nắp em dằn nhỏ luôn. Cái này may chỉ màu xám nó sẽ đẹp hơn. Mà chỉ màu xám nó tiệp quá sợ may nhìn không thấy, quay không thấy. Đó chị em mình căng cái miếng bề trái xong rồi lộn lại là nó vừa khít luôn ha. Còn nếu chị em mình không căng là mai xong nó sẽ nhảnh cái miệng túi lên nha. Nó không nó sợ nó nhảnh cái nắp túi của mình lên nó không khéo á. Rồi mình may ngang đây luôn để lát nữa mình căng cho nó thẳng rồi mình tra vô cái quần mình luôn ha. Lát nữa mình may ngang là dính luôn, nhưng mà mình may ngang đây mình quay bề trái lên mình may mới được, chứ may bề mặt nó sẽ nhăn nha. Mình quay bề trái đó mình may. Đây chị em mình quay bề trái lên may là nó thẳng, nó bình thường, nó không bị gì hết ha. Thẳng băng. Rồi xong lát nữa mình tra vô là cái túi mình tra vô là nó thẳng tắp như thế này. Cái nắp túi mình đã may xong ha. Chừng nữa mình sẽ làm một cái khuy, nếu chị em mình kỹ thì sẽ làm một cái khuy ở đây nè, ở ngay giữa túi mình nè. Em sẽ hay làm khuy mái luôn nha, cho nên là em không có làm khuy tay, thì chị em mình làm cái khuy nằm chiều như thế này nè, dài như thế này nè. Rồi chừng nữa chị em mình sẽ đơn cái nút lên đây, mà không đơn, không phải đơn cái nắp túi nha. Đây mình tra lên rồi nè, mình sẽ đơn cái nút ở dưới đây, mình sẽ gài vô, mình sẽ gài vô ha, là cái nút mình sau khi gài xong nó sẽ lộ lên trên như thế này. Rồi cái này thì chừng nữa là em tự đơm nút luôn, em không có hướng dẫn đơm nút ha, tại vì cái này thì chị em mình nhìn thấy như vậy là hiểu rồi. Chừng nữa là em đơm xong cho chị em coi, tại vì mình hướng dẫn cái này nữa nó lâu lắm, với lại cái này chị em nhìn là chị em biết làm rồi. Mình đơm nút phía dưới này, mình làm khuy ở trên, mình gài là xong rồi. Xong bây giờ em sẽ lượt cái túi để mình tra túi ha. Chị em mình muốn mà mai cái góc nó không cộm thì chị em cũng cắt bớt như hồi nãy vậy đó, cắt bớt như là cái nắp túi của em làm ha. Còn chị em mình không cắt bớt, chị em mình nhấp như vậy nó cũng đỡ cộm thế nè. Nhấp ngay cái góc này ha. Nè, ở ngoài bấm vô ngay cái góc. Rồi chị em mình sẽ lượt bẻ vô. Bẻ vô lượt ngay đường phấn ha. Đây mình lượt tới dấu nhấp của mình nè. Mà cái nhấp này không cần thiết đâu nha. Chị em nào mà cần kỹ lưỡng á thì mới cần phải nhấp. Còn nếu chị em may đồ bình thường chị em không cần phải nhấp. Tại vì mình may mà nếu mình không kỹ mình nhấp vô tình mình làm cái túi mình nó xấu thêm. Tại vì mình nhấp không kỹ nó sẽ tưa ra ngay cái góc này nó sẽ xấu nha. Rồi từ đó cái chị em mình mới bẻ vô là nó không cộm bao giờ luôn. Nó rất là êm luôn. Nhưng mà cái này chị em nào kỹ thì hãy nhấp. Tại vì mình không kỹ mình nhấp phạm là hai cái góc mình nó sẽ tưa nè. Rồi mình cứ bẻ mình lượt qua. Rồi chị em mình có thử, nếu chị em mình có thử thì lấy cái giấy dụng, lấy cái giấy dụng ra chị em mình thử, thì chị em mình sờ cái tay lên nó rất là êm luôn, nó khớp y chang với nhau luôn, nó không có bị cọm một chút nào cả, từ bên đây qua nó vẫn bình thường.
Còn nếu như mà mình lượt mình cốt nhiều nhiều đường quá thì nó sẽ bị cộm. Đây, mình như vậy, thông thường mình như vậy mình bẻ qua luôn nè. Thì nó sẽ cộm chỗ này. Cho nên là bên đây em bẻ đại nha. Tại vì cái túi này không có cần phải kỹ từng ly như vậy. Em chỉ hướng dẫn để chị em mình thích may kỹ thì may thôi. Rồi em đã lựa cái túi xong ha. Bây giờ mình tra túi. Mình lựa cái thân quần sau mình ha, cái thân có túi để mình tra. Hôm đó mình đã vẽ sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần chỉ cần lục nó lên là mình tra thôi. Cái này thân trước. Đây cái thân cái túi mình đây ha. Cái túi mình đây bây giờ mình đặt cái túi mình lên, đặt cái thân cái túi quần mình lên, đặt cho bằng ở dưới nha. Cho bằng ở dưới để ở trên một lát nữa mình tra nắp. Đây bây giờ bắt đầu mình tra túi nha. Chị em mình tra cho kỹ cho anh em mình mặc xài đừng có bị tét cái túi ha. Thì đầu tiên mình bắt ở trên mình may xuống. Mình bắt phía trên mình may xuống, mình canh một chân vịt nha. Canh một chân vịt. Canh một chân vịt mình may xuống. Mình may lên xuống tới cái đường may ngang của mình nè, tới cái đường ngang miệng túi nè ha. Tới đường ngang miệng túi mình quầy mình may lên. May y đường cũ của mình. May lên tới cái lề trên, mình may mí ngang. Rồi mình may mí ngang rồi mình lại may mí xung quanh của cái túi mình ha. Mình cứ may theo mí thôi, tại vì mình đã vẽ, mình đã cắt ngay rồi ha. Em nhắc lần sau em sẽ hướng dẫn cái quần sọt cho người trẻ thì em sẽ hướng dẫn may túi hộp ha. Còn ở đây là mình may túi bình thường, túi nắp bình thường. Đây mình may ngay sọc và mình cắt ngay sọc. Cho nên nếu như mà chị em mà không nhìn kỹ thì không sẽ không có thấy cái túi quần này luôn. May xong rồi thì mình rút chỉ lược luôn ạ. Rồi mình cũng may vô 5 ly. Rồi mình cũng khóa xuống ha, mình cũng khóa cái đầu xuống. Tới đường chỉ may ngang miệng túi xong mình quầy lên. Cho nó chắc chắn cái miệng túi mình nó không bị tét nha, nó rất là an toàn. Rồi cái túi mình đã gắn xong. Xong cái túi rồi thì bây giờ mình sẽ tra cái nắp nha. Tra cái nắp thì dễ lắm, chị em mình tra cái nắp thì cái nắp lên ngay đây. Đây cái nắp hiện tại nó ngay đây. Thì chị em mình cứ cho mặt với mặt úp lại mình may ngang thôi. Đây mình may ngang. May cái đường phấn đúng của mình là ngay đường phấn đỏ luôn nè, nhưng mà mình may xích xuống nha, xích xuống đây 3 ly.
để mà mình may xong cái mình buông nó xuống là nó vừa luôn đó. Còn nếu như mà mình may ngay thì nó sẽ bị thiếu một chút nha, tại vì tổng cái bên cái nắp túi mình nó dày á, khi mình cốp xuống nó sẽ hao đi hết 3 ly. Bây giờ mình kê vô phía bên bìa cũng bằng nè, phía bên kia cũng bằng nè, xong rồi mình may tuột xuống một chút. Lợi mối nha, chị em mình may lợi mối nha. Rồi mình may ngang một đường rồi ha. Mình may ngang xong rồi mình sẽ bẻ nó co xuống á. Đây mình sẽ bẻ co xuống. Rồi chị em mình có hai cách, một cách là chị em mình cắt ngang đây dằng 5 ly nè. Dằng 5 ly cho ở đây nó dính xuống luôn. Dằng ở đây dằng băng ngang luôn ha, dằng băng ngang đây 5 ly luôn. Còn nếu không thì chị em mình sẽ dằng ngay cái góc xéo thôi. Nếu chị em mình không dằn ngang luôn, chị em mình bắt từ đây này dằn xuống đây rồi dằn trở lên đây, nhưng mà mình dằn ngang luôn cho nó sát nha. Chị em mà không muốn lợi mối á, không thích lợi mối á, thì lợi mối sợ nó không đẹp á, thì chị em quay đầu. Mà lỡ chị em không thích chỗ này lợi mối chắc á, thì chị em mình lợi mối nhỏ 1-2 mũi thôi. Xong rồi chị em sẽ quay như thế này nè, sẽ quay như thế này nè, hé này lên, hé này lên, chị em may phập ở bên trong á. Là khi mình cắt chỉ là cái dấu cuối cùng của mối chỉ sẽ không nhìn thấy. Nếu may đồ màu á, trước tiên cũng vậy nó, trước tiên mình bắt bên đây mình may ra, mình bắt bên đây mình may ra tới chấm mũi kim ngoài mình mới sửa cái này xuống, mình mới bắt đầu mình may là không có thấy cái mối bắt đầu. Rồi cái túi của mình xong ha. Thì chừng nữa em nhắc lại là chừng nữa em đơm nút xong là cái túi như thế này. Mình ủi xuống là nó sẽ sát nha. Cái túi phía sau mình đã xong. Còn chị em muốn may nổi thì may luôn cái túi xéo luôn cho nó nổi nguyên cái túi lên. Rồi cái túi mình kết thúc cái túi này nha. Bây giờ mình qua cái túi túi bên hông. Túi bên sườn hông. Rồi tiếp theo chị sẽ hướng dẫn cái may cái túi hông mình luôn ha. Cái túi hông thì đầu tiên đây mình sẽ chọn một bên. Bên nào cũng được, mấy đứa cưng chọn một bên, tại hai bên mình may giống nhau ha. Thì bây giờ trước tiên cưng sẽ kẻ đường may túi của mình. Đường may túi thì mình thường là chị em mình hướng dẫn chị em thường là chừa 1,5, nhưng mà mình cắt mình dắt sổ xong thì nó sẽ non 1,5 nha. Nó còn 1,2. Xong rồi thì mình sẽ dặn một đường từ ở trên đầu túi tới ở dưới phía dưới. Mình dặn một đường ha. Mình bắt ở trên mình dằn xuống. Một đường cũng được mà hai đường cũng được nha. Cho nên chị em nào mà thấy dải mình nó yếu, nó dễ giãn thì mình dằn hai đường. Đây ha, em dằn xong rồi em sẽ quay trở lên. Hai đường ha, một đường cũng được nha, không bắt buộc ha, hai đường đâu ha. Rồi mình cắt chỉ ra. Đây hiện tại là mình đã dằn cái đường túi nó như thế này. Rồi xong chị em mình sẽ bấm cái túi mình, sẽ bấm ngang cái túi mình. Đây ha, bấm ngang qua.
sẽ bấm ngang qua, bấm tới cái cọng chỉ dằn của mình nha. Rồi chị em mình sẽ bẻ cái miệng túi vô, bẻ không chỉ một lớp thôi nha, bẻ vô, bẻ vừa hết đường chỉ dằn mình lọt vô bề trái. Rồi xong mình dằn một đường, bắt ở trên dằn xuống ha, bắt ở dưới dằn lên nó dễ bị dặn cái túi lắm, cho nên mình bắt ở trên mình dằn xuống. Cái túi này mình dằn 7 ly hoặc 5 ly tùy ý thích của mình nha. Chị em muốn may cái túi này nó cho nó đứng hơn thì chị em mình sẽ ủi keo dày hơn một chút, nó sẽ đứng, nó sẽ cứng cái miệng túi mình hơn ha. Còn chị em mình thích may mềm, không cần phải ủi keo cũng được luôn. Cho nên là mình thích may sao thì mình may vậy ha. Rồi mình dằn tới đường phấn ngang mình lợi mối. Xong mình đã có cái đường miệng túi rồi ha. Túi này là mình may túi này không phải túi chìm nha. Nó chỉ chìm có 50% thôi, 50% chìm thôi, còn có một đường may bề mặt nha. Còn cái túi mà chìm hoàn toàn luôn là túi quần tây mình á. Nó mới chìm hoàn toàn luôn. Rồi bây giờ cái túi hông tạm thời tới đây mình dừng nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ làm túi mẫu. Thì cái túi mẫu của mình thì chị em sẽ tính như thế này. Cái dây kéo mình thì chừng nữa mình tra vô, dây kéo mình nằm ở vị trí này. Thì cái khi mà mình kéo khép túi lại thì cái phía bên đây nó sẽ là chỗ khép túi lại ha. Thì mình kéo nó trở qua bên kia. Thì dây kéo thì chị em mình mua dây kéo nó vừa khớp với cái quần mình. Nếu như ở thành phố thì dễ mua lắm, còn ở nông thôn thì hơi khó mua ha. Khó mua thì chị em mua dây kéo may quần tây mình, nó sẽ hơi dài hơn 5cm. Thì nó hơi dài hơn thì chị em dư cắt bỏ. May xong dư cắt bỏ không sao ha. Thì bây giờ trước tiên em sẽ hướng dẫn. Bây giờ là mình sẽ cho cái dây kéo của mình nè, tới lúc mình may nè. Cái này là bề mặt nha. Tới lúc mình may thì mình sẽ may ở giữa của cái đường còn lại của dây kéo nè. Cái chính giữa, phần chính giữa là nó có mấy cái máu nó dính lại ha. Còn cái phần nền này là mình may giữa đường với phần nền này, tương đương giữa nền chứ không có chính xác giữa nền nha. Rồi ở đầu ngang mình khóa ngang như thế này. Chừng nữa là mình may xong là cái túi mình cái hình nó như thế này, nó vuông như thế này. Thì chị em mình sẽ coi từ đây qua đây nó sẽ là 1,5. Cái khoảng cách nó 1,5. Thì chị em mình đặt lên đây nè, chị em mình nhìn thấy ha, 1,5. Thì bây giờ chị em mình sẽ kẻ cái đường phấn bên này cũng là hở ra 1,5 nha. Hở ra 1,5. Tổng cái đường may của mình từ đây qua đây thì nó cũng bằng từ đây qua đây ha. Cho bằng ha. Rồi xong, chị em mình chỉ có một chút xíu chỗ này thôi, rất là dễ. Xẻ ngang luôn, đầu tiên mình xẻ ngang luôn. Đây mình sẽ còn một phân nữa tới đường phấn xanh của mình. Đường phấn xanh mình lúc mình cắt mình đã đánh dấu rồi nha. Mình còn một phân nữa mình tới, mình để im đây. Mình không cắt ra nữa nha, mình để vậy luôn là mình bắt đầu may. Bây giờ chị em mình hãy tưởng tượng nha. Đây khi nửa chừng nữa là mình may xong nó sẽ nằm như thế này. Thì bây giờ chị em mình sẽ phải để vô trong đây mình may nha. Để phía bên này nè, mặt với mặt ấp lại. Chị em mình may xong chị em mình bung ra nó sẽ đúng nha, đúng chiều. Thì bây giờ chị em mình sẽ chọn bên nào thuận tay thì mình sẽ may. Chị em thuận tay phải thì may tay phải, thuận tay trái thì may tay trái. Bây giờ mình thuận tay nào mình phải may tay đó. Bây giờ em thuận tay này thì em may bên đây, em may qua nha, đừng em bung lên. Rồi cái đường phấn bên này em xin đánh dấu cái đường phấn bên này chút xíu. Đây là cái đường phấn bên này nè ha. Mình lấy dấu lên. Nó tương đương thôi chứ không cần chính xác đâu, tại vì lúc mình may hồi nó lệch chút đỉnh một vài ly không sao. Đây nè ha, nó như thế này. Đây thì chị em mình sẽ kê như thế này. Rồi xong mình bắt ngoài bìa này mình may qua nha. Đây mình sẽ bắt ngoài bìa này mình may qua. Thì đầu tiên mình may mình cảm thấy nó dướng dướng, mình kéo cái này ra đi. Rồi mình kê vô đây mình may nè. Lợi mối ha. Chị em mình muốn may mà nó khít vô dây kéo á thì chị em mình sẽ thay cái chân vịt. Đây nè, chị em mình muốn may khít, chị em mình thay chân vịt dây kéo giọt mưa. Chị em mình tra là nó sẽ khít dây kéo vô, nó không có hở ra nhiều ha. Còn mình may nó hở nhiều cũng không sao, tại vì quần này mình mặc ở nhà ha. Đây bây giờ mình sẽ để hai bên nó bằng nhau. Hai bên nó bằng nhau, xong mình may ngang qua. Cái này nó hơi cứng 1,5 chút nha mấy chị, tại vì mình may cái chân vịt mình nó hơi to á. Còn nếu muốn may đúng 1,5 mình thay chân vịt dây kéo mình may vô.
Rồi xong mình sẽ may ngang qua đến. Đến chỗ mà đường phấn trắng của mình nè. Ha, tới đường phấn trắng của mình thì nó ăn chung với ăn khớp với đường phấn xanh của mình rồi, xong chị em mình sẽ bấm một dấu. Đây để em cắt đường chỉ xong ha. Rồi mình kiểm tra bề mặt mình lại coi đúng hay không ha. Nè, rồi xong mình sẽ bấm một cái dấu, mình hé lên mình bấm một cái dấu nè. Chị em mình hé dây kéo lên, chị em mình bấm một dấu vô góc, bấm vô ngay cái góc đó ha. Bấm vô ngay cái góc đó rồi chị em mình sẽ quay dây kéo ngang qua. Quay dây kéo không ha, ngang qua. Rồi chị em mình may ngang. May ngang qua ha. Ngang đúng cái đường phấn của mình là đường phấn trắng với đường phấn xanh ngay với nhau. Rồi xong rồi chị em mình sẽ quay trở lại, chị em mình bấm một dấu y như vậy luôn. Bên này cũng hé lên ha. Mình bấm một dấu phía dưới. Rồi mình sẽ kéo lại. Rồi mình sẽ may trở lại bên này y như vậy luôn ha. Bên kia dư bao nhiêu thì bên này dư tương đương bấy nhiêu ha. Rồi đây mình sẽ quay bề mặt lên cho chị em mình xem. Mình sẽ kéo lại. Đây. Sau khi mình may xong. Rồi xong cái mình sẽ dặn một đường mí xung quanh nha. Mình dặn một đường mí xung quanh. Để mình kéo cái này lại xíu nha. Tại vì cái này mới thì nó lệch chút xíu nha. Tại vì dây kéo này của mình là dây kéo này là mình kéo từng đoạn chứ không phải là dây kéo mà nó khóa đầu nha. Dây kéo này là mình mua để mình may túi cho nó ngắn. Rồi ok ha. Rồi mình sẽ dặn một đường mí từ đây vòng qua. Cái này dây kéo này nó không có cái khóa chỗ cái đầu, mấy chị quan sát nha. Ở đây nó không có khóa chỗ cái đầu nè. Tại dây kéo ngắn này em mua may túi. Còn dây kéo chị em mình mua dây kéo may quần tây nó sẽ có cái khóa đầu đó. Rồi xong mình sẽ may mí một đường hoặc mình may 5 ly ha. Ở đây em chọn là may mí luôn. Mình dằn trên mí. Cái dải nó có độ giãn cho nên chị em lúc may có ý ha, có ý là căng cái tay mình á, căng cái miếng dải này đi trước cái kim, lùa đi trước cái kim ha, thì mình may tới đâu nó sẽ vừa tới đó. Còn nếu mà chị em may để nó bằng với cái kim thì chừng nữa nó sẽ bị lùa dải mình, nó sẽ bị nhăn đó nha. Bởi vì cái dải mình nó có độ giãn mà cái thân dây kéo nó không có độ giãn, nó sẽ làm bề mặt mình nó bị trùng lại, cho nên mình có ý mình đẩy nó đi trước. Rồi ngang cái đầu miệng túi mình may ngang mí qua luôn. Rồi xong mình quay đầu mình may mí về. Rồi cái túi mình đã xong. Rồi mình xong cái đường này rồi, bắt đầu mình may giải lót túi vô nha, cho nó thành hoàn chỉnh cái túi mình luôn. Bây giờ mình sẽ chọn giải lót túi. Cái giải lót của mình nó có cái độ nghiêng theo cái lưng nè ha. Cái đầu nằm nghiêng là nằm trên lưng. Đây chị em mình nhìn cái đầu nghiêng nằm trên lưng. Cái túi mình có đánh dấu nè ha, lúc đó mình có đánh hai dấu nè. Đây lúc đó mình có hai dấu nè. Đó thì mình kê hai cái dấu lại ngay với nhau, mình để lên. Đây hai dấu này ngay ha. Rồi xong. Ngay rồi hết rồi ha. Chị em mình quen thì chị em mình kê lên may luôn, còn chị em không quen thì ghim kim. Tới like luôn ha. Kiểm tra mình để tới like luôn rồi. Im hết rồi ha, chính xác rồi.
cái chỗ này không phải nó bị dẹo đâu nha mấy chị, tại vì một lát nữa mình kéo ra nè rồi mình ráp cái này lại bình thường ha. Khi mình ráp cái đường mai á, mình sẽ ráp cái đường xuyên ngang đây thì nó cái túi mình nó sẽ rất là bình thường ha. Để em ghim chỗ này luôn, chị em không quen thì chị em lấy kim mai tai cớp chỗ này lại luôn, cớp ngang một cái cho nó dính làm êm ha, dễ may lắm mấy chị đừng lo, cái quần này dễ may lắm. Rồi xong ha, thì khi mà anh mấy anh mình mặc bỏ ra như thế này thì là ở đây nó sẽ có cái túi mổ xuống. Rồi một chút nữa mình sẽ may cái đường này dính lại đây nha, mình sẽ may tới đây, một lát này em sẽ chỉ may dính qua đây, thì may dính qua đây để mà cái túi trên nó ngăn cái túi trên và cái túi dưới nha, nó ngăn cái túi trên và cái túi dưới ra. Còn nếu chị em không thích ngăn, chị em may dính liền luôn, may dính liền luôn thì mấy anh mình bỏ đồ á, nó sẽ tuột xuống tới dưới đây luôn nè, nó tuột đây luôn, thì khi mà lấy thọt cái tay vô đây thọt không được thì phải kéo dưới đây, cho nên mình ngăn ra hai túi nha. Đây bây giờ mình bắt đầu trên mình may xuống, tuốt ở trên luôn ha, mình may tuốt ở đường ngoài đường cái sổ luôn, mình may theo đường phấn, tại vì lúc cắt mình đã tính rồi, mình giải chính xác rồi, bây giờ mình không cần phải tính lại. Rồi mình cứ may một đường thẳng xuống theo đường phấn. Nhớ là miếng bề dưới mình căng nó ra một chút nha, để thôi mình may hồi nó rút hồi nào mình không hay á. Rồi bây giờ mình sẽ may, mình nếu như mà mình may chỉ tiệp á thì mình sẽ may ở ở ở trên dải luôn ha. Còn nếu mà mình may chỉ mà nó không tiệp thì mình lựa cái chỉ tiệp với dây kéo mình tra ngang cho nó giống. Còn nếu không chị em muốn may giấu đường chỉ thì chị em mình hé miếng này lên nè. Chị em mình hé miếng này lên là may phía trong này nè. Yeah. May phía trong đây nó vẫn giấu dây kéo cho mình được ha, nó vẫn giấu cái đường may ngang này được ha. Còn này em may phía ngoài luôn. Chị em mình muốn giấu phía trong thì may phía trong. Nếu mình may đồ màu á thì mình tạo đường may ngang đây, mình may thêm một đường nó lệch đi, mình đừng có may y đường cũ cũng được, mình may đường 5 ly cũng được nha. Rồi mình may cái đường trên này thôi chứ đừng có may đường dưới. Đó rồi chị em mình có cần may đường 5 ly thì cứ quầy về một đường 5 ly mình may ngang ha. Còn ở đây thì em sẽ không may đường 5 ly nha. Mình sẽ may vòng lên luôn, đặng dính hai cái lớp này lại với nhau nè ha. Rồi xong dính cái lớp này lại với nhau luôn. Ở trên đây cũng vậy luôn nha. Ở trên đây cũng vậy. Rồi mình cắt chỉ ra luôn. Rồi ngang lưng này thì chị em mình tới đây rồi em sẽ tính cái ngang lưng luôn. Ngang lưng hiện tại nó còn lông bông như vậy nè ha. Mình sẽ lượt ngang đây một đường bằng may tay cũng được, bằng may mái cũng được. Bây giờ em sẽ lượt bằng đường may mái mình luôn. Em lượt đường chỉ thưa thôi nha. Đây là 3-4 mũi. Rồi em nhắc máy may lên, em kéo qua 3-4 thân, em kéo qua 3-4 mũi. Rồi xong em sẽ kéo qua. Một chút mình dễ tháo đường chỉ lượt chứ không có gì. Đó, rồi mình lượt sơ vậy nè. Rồi mình để đường chỉ nó thưa như thế này luôn. Rồi lát mình vô lưng xong thì mình sẽ tháo cái đường lượt mình ra bỏ. Mình không tháo cũng mấy anh cũng không phát hiện được đâu, tại không có chú ý mấy nhỏ này. Nhưng mà mình tháo ra cho nó đẹp nha. Rồi mình rút kim này được rồi đó. Rồi xong còn khoảng dưới nha. Lúc nãy mình mới may tới đây à. Mình mới may tới đây mình văng ngang rồi. Bây giờ mình bắt từ đây mình may thêm xuống. Hoặc là chị em mình may suông một đường xuống luôn. Rồi một lát mình may đường này ngang là đường này ngang. Hoặc là may đường này ngang trước cũng được nha. Không có bắt buộc, chị em mình tính làm sao may làm sao cho nó tiện nhất là được. Rồi bây giờ ở phần này mình sẽ may từ đây mình bắt đầu mình may xuống y cũ. Rồi xong mình may cái tổng cái đường túi mình đã xong rồi ha. Còn chị mai mẹ chị em mình may suông một đường xuống luôn, rồi một hồi một lát một đường ngang cũng được. Rồi mình sẽ may cái phía dưới này lên luôn cho nó dính lại luôn. Mình lượt cái đường bên sườn này cho nó dính lại luôn. Rồi mình sẽ rút kim ra luôn mình cho nó dính lại luôn.
rồi ha. Rồi cái túi mình đã xong ha. Bây giờ là mình ráp cái đường sườn, thì nếu như mình ráp đường sườn chắc thời gian chắc không đủ. Dạ yeah, đúng rồi. Thôi mình dừng đi ha, rồi cái đường sườn em hướng dẫn tiếp theo là ráp đường sườn sau ha. Cái đường sườn thì như thế này, chừng nữa mình ráp vô là nó sẽ thành cái túi luôn nè. Mình ráp vừa tới mí nè. Nè là nó có cái túi luôn nè. Đó thì mình ráp nó xuyên qua. Tới nữa tới video sau đi, tại vì cái này nó dài quá rồi. Dạ, dài quá. Rồi mình kết thúc ha.